Kính thưa Thầy trụ trì cũng như Bổn Tăng, hôm nay chúng ta lại gặp nhau sau mùa Covid. Tôi xin chúc mừng toàn thể quý vị Phật tử Đạo Tràng có mặt lại được với Đạo Tràng. Chúng ta cùng tu tập về Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như những cái kỳ trước mình đã nói dở dang và cũng chưa có tới đâu cả. Hôm nay Thầy xin phép đại chúng nói tiếp cái phẩm Pháp Hoa. Quý vị nào ở trong đây chúng ta thường tụng Pháp Hoa cho thầy cái tay thôi, cho thầy một tay thôi, đừng cho hai tay, một tay, mỗi người một tay. Mỗi người một tay thôi. Chơi hai tay là ăn gian đó nghe. Đưa cao lên, đưa cao lên, đưa cao lên. Ồ, có khoảng chừng 30%. Còn những ai mà lâu lâu tụng thôi chứ không phải thường tụng, lâu lâu tụng. À, vậy là lâu lâu. À, rồi. À, xin cảm ơn. Còn phần còn lại là chưa từng. Chưa từng. Thì nói chưa từng như vậy chứ mà chắc chắn cũng lỗ lã dữ lắm. Lỗ lã là vì sao? Kinh Pháp Hoa là một vòng tay lớn, có thể kết nối được tất cả các căn cơ khác nhau. Một cái vị tụng mà thấy dược thảo gì, dược thảo dụ đó, cây lớn, nhánh lớn, lá lớn, thân vừa, nhân vừa, lá gì, lá vừa, cây nhỏ, thân nhỏ, lá gì, lá nhỏ, vân vân. Tức là ôm cả tất cả chúng sanh, không chừa một ai. Và ngay cả những người mà phạm phải những cái lỗi mà mình gọi là làm thân Phật chảy gì, chảy máu, rồi âm mưu gì, hại Phật, đến lúc lăn đá, rồi cho voi, voi dữ, voi say, chà, rồi thuê người đến giết Phật. Những người đó trong Pháp Hoa cũng được dành một vị trí là gì? Đó là ân nhân, đó là vị thầy mà làm cho Đức Phật thành tựu hạnh ba la gì? Ba la mật và thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh, chánh giác, mà là một trong những vị thầy của Đức Phật ở những kiếp trước khi mà Ngài còn hạnh Bồ Tát gì? Tác đạo. Vậy thì chúng ta thấy rằng là ngay cái người mà hại mình đó, mà hôm nay ta tụng kinh Pháp Hoa ta thấy trở thành ân nhân. Ân nhân. Cho nên Thầy nói là nếu mà quý vị đừng nói gì nghĩ cao siêu, quý vị tụng kinh Pháp Hoa mà tụng thường đó, không phải tụng là hiểu được liền đâu, nhưng mà tụng thường đó, nó thấm mà gọi là vô thượng thầm thâm vi diệu pháp. À, vô thượng thầm thâm vi diệu pháp. Thấm chút chút rồi từ từ tự nhiên là đôi mắt quý vị nó cũng bao dung hơn. Gương mặt quý vị nó giãn ra hơn, không có căng nữa, không có quạo đeo nữa. À, không quạo đeo. Có người nói xin lỗi quý vị đừng có chút nữa ra chặn cửa tôi lại chứ. À, có người cũng đi chùa, cũng mặc áo ràng, cũng đi lâu đó, nhưng mà dòm gương mặt sao mà nó còn cứng quá, căng quá. Mà cái tiếng nhân gian ta gọi là quạo đeo đó. À, quạo đeo. Mũi nó thấy cái mặt mình không dám bu vô mà. À, nó ngửi ra cái mùi quạo của mình, nó không dám bu vô, nó thôi cái mặt bà này ớn quá. À, mũi nó cũng gì? Chê. Mũi nó cũng chê. Rùi nó cũng gì? Cũng sợ. À, rùi nó cũng sợ. Mà con chó, con mèo mà mình đi ngang, nó đứng nó dòm vậy. Dòm, khịt, dòm. Tức là sao? Mình không tỏa ra được bốn chữ từ bi hỷ và gì, không tỏa ra được. Cho nên Thầy nói quý vị nào mà thường tụng kinh Pháp Hoa, mà tụng thường đó, khoan nói hiểu cái gì cao sâu ra, mà từ từ nó thấm vào trong người của mình, thấm vào đôi mắt. Đôi mắt thường nhìn biển thì đôi mắt mình sẽ có màu gì? Màu xanh. Và tầm nhìn rất gì? Rất xa. Đôi mắt thường ngắm gì? Núi cao sừng sững, thì cái tư tưởng của mình ít
dính vào những cái chuyện vặt vãnh hơn thua, nhỏ nhen kim chỉ. Và đôi mắt mình thường đọc, cái miệng mình thường tụng kinh, nhất là bộ kinh mà trong Phật giáo Đại Thừa ta gọi là tiếng nói hài hòa, bao dung và ôm hết tất gì? Tất cả, ôm hết tất cả. Các bà cũng được thọ ký, Đề Bà Đạt Đa cũng được thọ gì? Thọ ký. Long nữ cũng thành gì? Thành Phật. Rồi những đứa con, cả cha không chịu uống thuốc rồi cũng chịu uống gì? Uống thuốc. Rồi thằng bạn nhậu sai mà bỏ có viên Minh Châu trong rong áo mà cuối cùng cũng nhận ra được viên Minh gì? Minh Châu. Những đứa con ham chơi, ham nhậu, ham nhảy ở trong các cái đan xin không chịu ra, ông già cũng làm cho ra. Ra khỏi nhà gì? Nhà lửa. Cho nên quý vị trong đó là quý vị, nếu quý vị tùng thường sẽ thấy thân phận con người của mình ở trong đó rất rõ. Mình là những đứa con không chịu uống thuốc. Học nhiều, tu nhiều, nghe nhiều vậy nhưng mà áp dụng rất gì? Rất ít. Cho nên rồi cái mặt của mình nó quạo lắm. Tính tình rất khó gì? Khó chịu. Mà không phải rồi ở đạo tràng, đạo bạn người ta nhận ra sự khó chịu đâu. Về nhà cái đám con cháu của mình đó, nó hình như nó cũng không hưởng được cái công đức để mình hồi hướng cho nó. Quý vị nên nhớ này, cái chữ hồi hướng đó, nó có nhiều nghĩa lắm. Trong đó có một nghĩa là công đức mình tu tập được thì người thân của mình, những người gần gũi của mình phải hưởng được cái công đức đó. Nó là có những vấn đề nhiều khi nó xảy ra trong một gia đình mà nếu mình có tu tập đó, mình có cái mớ tàu hũ này nè, là có gì? Có trí tuệ, có hiểu biết. Thì mình nhìn nó ra, mình không có đến nỗi mình nhảy cà tưng cà tưng, mình nhảy cà tê, không có. Mà mình biết cái gì nó cũng có nhân, có duyên, có quả, có gì, có báo của nó. Không có cái gì mà ngẫu gì, ngẫu nhiên cả. Thì tự nhiên mình thấy nó nhẹ lòng dữ, rất là nhẹ lòng. Cho nên hôm nay là trong cái phẩm mà Thầy muốn giới thiệu quý vị đó, đó là phẩm phương gì? Phương tiện. Rồi phương tiện xong mới tới thí gì? Thí dụ, rồi tính gì? Tính giải, vân vân. Thì phẩm phương tiện này là một trong những phẩm cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Và trong phẩm phương tiện này có 10 cái chữ mà quý vị cần phải nhớ. Mà khi mà bế mình nhìn ra mọi ngõ rồi mà mình không lý giải được, mình không thoát được, thì nên đọc 10 chữ này giống như thần chú. Thì đại thần chú, thì đại minh chú, thì vô thượng gì? Thượng chú. Thì vô đẳng đẳng, đẳng chú. Năng trừ nhất thiết khổ, khổ ách chân thật bất hư. Nói thiệt chứ không phải nói là gì, nói dối ai đâu. Chân thật bất gì? Bất hư. Mấy câu đó ở đâu quý vị? Mấy cái thầy mới đọc đó. Bát Nhã Tâm gì? Tâm kinh. Thời nào tụng kinh xong rồi cũng có bài Maha Bát, Bát Nhã. Quý vị thường tụng Bát Nhã Tâm kinh là tụng âm hay tụng nghĩa? Mình tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh Quán Tự Tại Hành Thâm Bát Nhã Ba La, cái đó là tụng âm ha. Còn khi mình tụng là Bồ Tát Tự Tại khi quán chiếu năm gì? Năm uẩn một cách thâm sâu, ngài thấy rằng ngũ uẩn là không gì, không có tự tánh, không có thật, vân vân. Thì cái đó là tụng nghĩa. Quý vị nhớ nè, thầy nói nè, trong cái phẩm phương tiện này tiếp nối theo cái phẩm đầu là phẩm gì? Phẩm tựa. Phẩm mở đầu là phẩm tựa, phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Quý vị nhớ lại cái phẩm mở đầu thì Đức Phật nhập định mà không có nói gì hết trơn, mà không nói gì, ở dưới không có ai hiểu gì, ngay cả ngài Di Lặc là theo truyền thống Đại Thừa thì ngài Di Lặc là đương lai hạ sanh, phải không quý vị? Đó, ngài đương lai hạ sanh mà ngài cũng ngẩn đầu te, nó không biết bữa nay Phật tính làm cái gì mà ông ngồi im ru. Giả sử tôi lên tôi ngồi đây sau khi thầy gì hả? Thầy Quảng Phát hả? Hạnh Phát, thầy giới thiệu rồi mà tôi ngồi im tôi không nói gì hết.
Đạo tràng bắt đầu khiều, mẹ cha bữa nay sao khỏe, bệnh hả? Sao kỳ vậy, tự nhiên bữa nay giảng lên ngồi yên. Mà trong kinh bảo rằng là nhập định vô lượng nghĩa gì? Nghĩa xứ. Quý vị biết không? Nhập định vô lượng nghĩa. Nghĩa xứ. Vô lượng nghĩa mà ở dưới ngẩn tò te không biết cái nghĩa gì. Không có nói được. Nhưng mà không nói được thì hàng căn cơ như chúng ta không hiểu được cái gì. Cho nên tác phẩm thứ hai là phẩm phương tiện là bắt đầu nói. Nguyên nè, tức thật ra mà bảo rằng là trí tuệ của Phật rất sâu vô lượng. Không thể gì, không thể suy tư và nói năng được. Cho nên khi Ngài nhập định mà vô lượng nghĩa xứ. Vô lượng nghĩa là quý vị nhớ nè. Nó có mấy cái vô lượng đây nè. Tức là không gian bao trùm vô lượng, thời gian bao trùm vô gì? Vô lượng, chúng sanh căn cơ, nghiệp báo cũng vô gì đây? Vô lượng, không thể nói gì, nói hết được, không thể nói hết được. Cho nên là nghiệp báo của chúng sanh bất khả tư nghị, nghiệp lực của chúng sanh cũng bất khả tư nghị, tức là nói không có được, điều tạm nói vậy thôi. Đã nói, cho nên ở cái phẩm thứ hai quý vị thấy là bắt đầu khi mà Ngài Di Lặc, Ngài hỏi Ngài Xá Lợi Phất, không biết bữa nay Phật có cái vụ gì, nhân duyên gì mà Ngài nhập định mà không có nói gì hết trơn. À, ông có biết chuyện gì không? À, ông khiều Xá Lợi gì? Xá Lợi Phất. À, vậy thì lúc này bắt đầu Phật mới dùng ngôn giáo và suy dùng ngôn giáo rồi. Ngôn giáo tức là dùng lời để gì? Để nói. Giống như quý thầy tới ngồi đây nè. Ngồi đây tức là dùng lời để gì? Để nói. Mà thật sự cuộc sống của chúng ta, lời nói cũng có thể đem ra nhiều lợi lạc, hạnh phúc, bình yên, an vui, tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau. Nhưng lời nói cũng có thể làm cho ta hiểu lầm nhau, nghi ngờ nhau, làm cho nhau bất gì? Bất an, lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ và nhiều khi làm tan nát cả gia đình của người ta hoặc là tan nát cả một tổ gì, tổ chức nào đó. Cho nên lời nói hàng ngày chúng ta cũng nên để ý. Trong này thầy đi vô cái chánh văn liền để quý vị thấy khi mở đầu cái phẩm phương tiện. Chúng ta thấy này, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ chánh định an lành mà dạy. Chánh định đây là từ cái định vô lượng nghĩa ngày xứ đó. À, an lành mà dạy. Ngài bảo Ngài Xá Lợi Phất, trí tuệ của các đức Phật rất sâu vô lượng, môn trí tuệ đó khó hiểu khó vào, tất cả hàng thanh văn và bích chi Phật đều không biết được. Vì sao? Hàng thanh văn và bích chi Phật tức là hàng A-la gì? A-la-hán và bích gì? Bích chi. À, tu theo tứ diệu đế, tứ niệm xứ thì đạt tới cái quả cao nhất trong hàng thanh văn, đó là a la gì, la hán. Tu theo quán chiếu theo thập nhị nhân, nhân duyên, duyên khởi thì đạt tới cái đỉnh cao, đó là quả vị bích chi di Phật, hay còn gọi là độc gì, độc giác. Có khi gọi độc giác. Độc giác với bích chi Phật có một điểm khác, nhưng mà quý vị đừng có theo cái khác này chi cho nó mệt đầu. Bích chi Phật có khi người ta dịch là độc gì? Độc giác. Còn ở đây bảo rằng là trí tuệ của Phật khó hiểu khó vào, đến ngay cả hàng A-la-hán và bích chi. Bích chi mà không hiểu được thì cái mình đây là hiểu rồi. Mình là chắc chắn khó không? Khó. Chính vì khó cho nên Ngài phải nói. Ngài phải nói. Chứ không nói là chịu ngẩn tò te cỡ như mà Ngài Di Lặc. Cũng phải hỏi. Hỏi ai? Hỏi Xá Lợi. Lợi Phật. Đây, bây giờ vô tới cái chỗ này. Cái này là đoạn gọi là tán thán trí tuệ và cái tầm cỡ nhân cách của Đức Phật. Cỡ như phàm phu như mình,
không thể hiểu hết được đâu. Nhưng mà chịu khó tu, tu chút hiểu được chút, tu chút hiểu được chút, tu khá thì hiểu được nhiều. Nó giống như pháp của Phật quý vị, tôi tạm gọi giống như cái ly nước này nè. Nếu mình nhúng một chút xíu, mình nhập được chút xíu thì nó chỉ nhín miếng nước này thôi, vị ngọt của pháp. Nếu mình nhúng được sâu thêm chút xíu nữa thì vị ngọt nó nhiều gì? Nhiều hơn. Nè. Mình nhúng được nguyên gì? Nhúng được nguyên 5 ngón tay thì vị ngọt nó nhiều, nhiều hơn. Mà thọc được nguyên bàn gì? Bàn tay vào. Và nếu ai thâm nhập thân tâm mình vào pháp của Phật, gọi là ngã kim kiến văn đắc thọ gì? Thọ trì nguyện giả Như Lai chân thật. Thật nghĩa nếu ai mà đi sâu vào được pháp của Phật thì người đó có niềm hạnh phúc và an lạc nhiều hơn. Và cái mớ tàu hũ này nè, mớ tàu hũ này nó sáng hơn, nó sáng hơn. Đôi mắt mình không còn vẫn đục ba cái chuyện tào lao của cuộc đời nữa, ba chuyện tào lao. Cho nên cái đoạn thứ nhất này nè, trí tuệ của các đức Phật rất sâu vô lượng, môn trí tuệ đó khó hiểu và khó gì? Khó vào. Hiểu là phần này. Vào được tức là hiểu rồi, nhưng mà sống được với nó không đơn gì? Không đơn giản đâu. Bây giờ nói là cái mặt con mẹ đó mà sao con tha thứ được? Con biết đó, Phật dạy con là từ bi hỷ xả, mà con mẹ đó con xả không có nổi. Biết đó, Phật dạy là nên xả thì người mình nó mới gì? Mới nhẹ. Xả thì từ bi nó mới gì? Mới phát triển. À, thầy dừng ở đây để thầy nói quý vị nè. Nếu ai mà cảm thấy chưa thương được, khoan tu từ, khoan tu bi đó, tu xả trước đi. Quý vị nghe kịp không? Xả cái đã. Dục ra bớt cái đó. Rồi nó mới hình thành, mới thương được bà, mới thương được ổng, mới thương được cái người gì? Người đó. Chứ bây giờ nó làm cục trong này mình không xả. Canh 4, canh 5 vừa nhắm mắt, cái bà quỷ sứ bỗng hiện lên. À, vậy thì bảo con thương sao con thương được? À, nguyện đem con đức này con hồi hướng, nhưng mà chừa bả ra. À, hồi hướng khắp tất cả nhưng chừa mẹ đó ra. Nghe nè, có nghĩa là mình chưa gì? Chưa xả. À, chỗ này thầy nói là nếu ai mà chưa thương ai được, chưa từ bi với ai được thì là nên đi ngược lại cái hành trình tu xả trước. Xả trước quý vị. Xả tức là mình bỏ ra bớt những cái hình ảnh xấu về người đó trong lòng đi, mà mình đi nhìn, đi tìm cái tốt của họ, tìm cái được của họ. Bây giờ đây là thí dụ như này nè, giả sử trong đạo tràng có tệ cỡ nào, sinh hoạt tệ cỡ nào, nhưng mà họ chịu tới đây, họ mặc cái áo tràng này, họ chịu niệm Phật là hơn mấy người đang ngồi quýnh bài ngoài kia rồi. Thấy không? Hơn mấy cái người mà đang gì đây? Đang ngồi vuốt. Hơn rồi. Phải không quý vị? Hơn những cái bà tám ngoài kia rồi. Vậy thì mình nhìn cái chỗ đó để mình thấy có chỗ đáng gì? Đáng trân trọng. Hoặc là họ có cái phước, bây giờ họ không phải ngồi, họ ngày họ cắt mấy con cá, mấy con tôm ở đang ngồi ngoài chợ, họ bán, họ cắt, họ xé, họ làm cái dịch vụ mà làm sẵn cho mình đó. Nói nè, dịch vụ làm sẵn cho mình. Không phải cầm cái kéo mà cắt từng con này, con kia, cắt đuôi, cắt mỏ, cắt cánh, cắt giải, cắt giống lung la đó. Thì người đó, cái phước của họ cũng lớn hơn những người kia rất gì? Rất nhiều rồi. Đây, cái đoạn này thầy nói cái vị này nè. Vì sao? Đoạn thứ hai nè, Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ức vô số các đức gì? Đức Phật. Đoạn thứ hai trong cái phẩm phương tiện này, chỗ này quý vị chú ý nè. Đã từng gần gũi, ở trong bản này là vì sao? Vì Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ức vô số các đức gì? Đức Phật. Chỗ này quan trọng lắm quý vị. Ai mà được gần gũi các bậc thiện tri thức, người mà cái tâm họ lành, cái trí họ gì? Họ sáng. Và họ có nhiều của cải của từ bi hỷ. Ý xã. Mình gần gũi, chơi với người đó, làm việc với người đó, qua lại với người đó, ở chung với người đó, quý vị sẽ hưởng được. Hưởng được cái an lạc, cái hạnh phúc
cái bình an mà họ tỏa gì? Tỏa ra. Và cái trí tuệ, cái hiểu biết mà mình có thể gì? Có thể thấm được ở họ. Cho nên bảo rằng là gần gũi vô lượng muôn ức vô số các đức gì? Đức Phật. Đức Phật. Ở đây là gì? Gần gũi rất nhiều thiện hữu trí. Trí thức. À, quý vị sẽ để ý một cái chỗ này. Mình ngồi nói chuyện với ai đó, mà cái tâm họ lành đó, là mình bình an lắm. Mà cái người mà ngồi mà cái tâm của họ nó độc, nó dữ đó, ngồi chút xíu là mình cảm thấy mình mất năng gì? Năng lượng. Tại vì họ họ quăng hàng ra, quăng tàn là hàng độc không à. Quý vị nghe không? Quăng độc là lôi chuyện bà này, lôi chuyện bà gì? Bà kia, nói chuyện ông nọ khiều khiều. Mặc áo tràng rồi đó. Tay cầm cái sâu gì? Không chỗ gì rồi nè. Mà lôi chuyện người này người kia, rồi châm, rồi chích, rồi chỉa, rồi chọt, rồi soi, rồi mói. À, mình gần những cái người này, quý vị ngồi một chút xíu là nếu mà ai mà có nhạy cảm về cái giá trị hạnh phúc và an lạc của mình là họ kiếm cớ họ gì? Họ bốc hơi liền. Họ kiếm cớ, ui trời tôi đau bụng quá. Đau bụng là nãy giờ mày phun ra toàn những cái món gì không, tao chịu không nổi, tao đau gì đấy. Đau bụng, nhưng mà tránh đi, mình nói vậy để mình gì? Tránh đi, tại vì mình không đủ sức để mình giúp họ. Chưa đủ sức để giúp gì? Giúp họ, mà mình cũng không đủ sức để tiêu hóa những cái nọc độc mà Covid nó thổi ra. Quý vị nghe không? À, trong rung này tôi thấy còn mang số khẩu trang còn mang. Nó thở ra cái nào là mình dính nọc độc ở đó. Cho nên gọi là, trong này bảo rằng là Đức Phật sở dĩ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác thành trí tuệ. Đầu tiên, cái yếu tố đầu tiên là gần gũi bạn lành. Gần gũi bạn lành. Gần gũi thiện hữu trí. Trí thức. À, gần gũi thiện hữu thức. Gần gũi cái người mà cái trái tim họ rộng chút, mà thầy gọi là bốn được bốn cái gia tài. Từ, bi, hỷ và gì? Xả. À. Và ai mà thường tụng Pháp Hoa thì ta có ba cái gia tài lớn mà hành giả Pháp Hoa cần phải để ý. Một là nhà Như Lai. Hai là gì? Áo Như Lai. Ba là tòa Như gì? Tòa Như Lai. Ba món quý vị. Một là nhà Như Lai. Hai là áo Như Lai. Ba là tòa Như Lai. Nhà Như Lai là mở rộng tấm lòng để đón nhận tất cả những căn cơ khác gì? Khác nhau. Gọi là từ, bi, hỷ và gì? Sẽ mở rộng đó. Thế nào, ví dụ như trong đây nè. Hiện tại trong đạo tràng mình nói vậy chứ cũng 3721. Coi mặt đạo tràng tu vậy đó. Nhưng mà cũng cây nhỏ, lá nhỏ, thân nhỏ, rồi thân vừa, cây vừa, thân vừa, lá gì? Lá vừa, rồi cây lớn, thân lớn, nhánh lớn, lá gì? Đủ hết, và tất cả đều về gì? Về đây, chứ không phải là điểm 10 hết đâu. Nghe coi nào, nhưng mà nhà Như Lai này ôm được tất gì? Tất cả, cũng có người đi còn thẳng lưng, còn có người thì đã khòm rồi. Có người đi thẳng chân, có người đã chấm gì? Chấm phẩy rồi, có người đang ở cái đoạn đầu của đời người, nhưng mà có người đang đi những bước cuối cùng của kiếp gì? Kiếp nhân sinh. Và có người lên lầu đi thoăn thoắt, nhưng mà có người lên lầu phải đi từng bước rồi đứng thở, dịnh cái cầu thang thở. Rồi vậy đi gì? Đi tiếp. Mấy nè. À, rồi có người đi kinh hành vậy, nhưng mà đi luôn luôn phải gần gần cái bờ tường để lỡ có gì sao? Dinh chụp. Đó thì nhà Như Lai là chấp nhận được trăm sông đổ về gì? Biển. Chấp nhận tất cả các căn cơ khác gì? Khác nhau. Thương được. Chia sẻ được. Tùy hỷ được. Và xả gì? Xả được. À, xả được. Đó là nhà như gì? Như Lai là nhà tự. Tự bi. Áo là áo nhẫn gì? Nhẫn nhục.
coi vậy đó, vô đây vậy rồi, tuy là chấp nhận trăm vạn người rồi, nhưng mà để mà bền với nhau đó là ta phải chịu, chịu đựng lẫn gì? Lẫn nhau. Đôi lúc ông này có những cái mà ông sửa chưa được, mà ông kia phải gì? Phải chịu. À, không biết các trưởng lão đây, anh trưởng lão nam nghe, có ông nào còn phi phèo không? Nói thiệt đi. Có không? À, còn nếu còn phi phèo, giả sử như 4-5 người ngồi nói chuyện mà ông này ông phải phì phèo thì 3 người kia phải chịu. Nghe nè, thôi, thay vì ông phì phèo bây giờ ngoài quán nhậu, ngoài quán cà phê mà ông vô đây ông phì phèo, ông này ông ngồi ông uống miếng trà với mình chút nữa ông lên nghe pháp, vậy thì cũng đỡ hơn mấy những người gì? Người khác. Nhìn cái chỗ đó để mình chịu gì đây? Chịu đựng, nghe nè, chịu đựng. Cái thứ hai, đặc tố thứ hai đó là hành giả Pháp Hoa mà Thầy mong rằng quý vị cố gắng phải có 3 cái món này, đời sống của mình nó mới thay gì? Thay đổi. Một, thương là phải chịu. Cho nên ông bà mình hay gọi là chịu thương, chịu gì? Chịu khó là vậy. Thương là phải gì? Phải chịu. Tự nhiên mình rinh một cái người nào, người dân khác họ rồi mình về mình thương, cho nên mình phải gì đấy? Chịu. Đúng rồi, người dân khác họ đem lòng nhớ gì? Nhớ thương. Tôi bảo đảm quý vị, nhất là các bà. Các bà có một cái thiên chức và một cái sứ mạng rất là thiêng liêng. Bảo đảm rằng có con, có chồng rồi là thương nhớ chồng con hơn cha gì? Cha mẹ. Ai nói khác đi dơ chân lên em coi. Nghe không? Thương nhớ chồng con hơn cha gì? Cha mẹ. Một ngày mình nghĩ tới chồng con nhiều hơn là cha, cha mẹ. Tại vì mình thương cho nên mình phải gì? Chịu. À, thương chịu. À, đó là cái thiên chức. Nhờ vậy họ mới trọn vẹn chu đáo người mẹ, người gì? Người vợ. À, chu đáo vậy đó. Cho nên rồi chịu thương và chịu gì? Chịu khó là vậy. Cho nên ở cái đặc điểm thứ hai mà Thầy nói chuyện chịu đó, đó là áo Như Lai, đó là nhẫn gì? Nhẫn nhục. Nhẫn nhục. Nói nhẫn thì nó nhiều, nói với người ta, người tiếng Trung Hoa dịch cái chữ nhục này thật ra là gì? Nó không có chuẩn lắm, nhưng mà tiếng Việt mình dịch là nhẫn và chịu. Nhẫn và chịu. Chịu tức là chấp gì? Chấp nhận. Chịu. Người Nam cái từ chịu này dùng rất hay. Tao thấy nó lui lui tới tới nhà hoài đó. Tức là người mẹ hỏi đứa con gái đó, mày có chịu nó không? Chịu tức là chấp gì? Chấp nhận. Hoặc là cái từ gì, mày có ưng nó không? Ưng. Ưng tức là gì? Sau này mọi cái gì của nó mày phải chấp gì? Chấp nhận. À, mày có ưng nó không? Mà đứa con gái nó trả lời lại, dạ con thấy ảnh cũng tội tội là ok rồi đó. À, chứ không, đứa con gái không trả lời là nói dạ con cũng yêu ảnh, cũng thích ảnh. Nó nói là dạ con thấy ảnh cũng tội tội. Vậy là ok rồi đó. À, thì quý vị nhớ là cái thứ hai, đặc điểm thứ hai của hành giả Pháp Hoa. Thương rồi, có từ, có bi, có hỷ, có gì? Có xả rồi. Thì nói vậy chứ trong khi sinh hoạt là làm lụng là ăn ở, đụng chạm, va đập và cọ sát với nhau, có cũng có nhiều cái không có như ý mình được. Mà không như ý mình được thì phải gì? Chịu. Chịu chính là vậy đây. Nhẫn chịu. Nhẫn chịu. Và ai mà nhẫn chịu tới mức là mình đạt tới cảm giác là không còn bực bội, khó gì? Khó chịu nữa, thì người đó bắt đầu thiết lập được trạng thái là phẩm an lạc gì? An lạc hạnh. Quý vị nghe kịp không? An lạc hạnh trong Pháp Hoa. Còn mà cũng nhẫn đấy, nhưng mà bậm môi để mà gì? Mà chịu, nghiến răng mà gì? Mà chịu. À, xin lỗi quý vị, ngày hôm qua có một cái ca, nhưng mà cô đó không đi tới được,
mà phải nhờ cái người bạn cổ đi tới. Bạn nó tới mà xin quy y cho người chồng. Quý vị nghe kịp không? Quy cho người chồng. Nhưng thật ra người chồng không biết gì cái chuyện này cả. Nhưng vì người chồng nó trời ơi đất hỡi dữ quá, bà chịu không vậy? Nói bà quy y rồi. À, bà vợ thì quy y rồi. Nhưng mà người chồng nó dị hợm sao đó, mà mấy đứa con cũng chịu không nổi. Từ con dâu cho đến con gì, con trai chịu không nổi. Ngay cả đứa cháu mà thấy ông nội xuống là nó làm sao? Nó xách cơm, nó đi lên phòng của nó ăn. Vậy thì biết là cái người này là cái tính cách rất khó gì, khó chịu. Thì xin thầy làm quy y mà thầy hỏi, thầy điện, thầy lấy cái kêu quý cô mà tới liên hệ với thầy, điện về hỏi, hỏi cổ coi là cái việc quy y này ông xã có biết không? Nói dạ không, cái này con giấu. Vậy là giống như mà gửi thầy làm bùa vậy đó. Quý vị nghe kịp không? Quý y thì cái người mà chủ thể đó, chủ thể mà về nương tựa tâm, tâm bảo đó, phải có ý gì? Ý thức. Chứ bây giờ thầy làm cái phái quy y, thầy gửi về đó thì cũng giống như cái gì đấy, cái bùa. Thầy mới kêu cái cô mà tới liên hệ với thầy, bây giờ nè, con điện về cho chị để thầy nói chuyện. Nghĩa là ở đây, hàng tối, hàng thời tụng kinh lễ sám 3 tháng hạ này nè, thầy cầu an và hồi hướng công đức cho ông thôi. Chứ còn quy y là không có đúng ý nghĩa của nó. Nhưng mà nếu muốn thì thầy cũng làm cái phái, nhưng mà cái chủ đích là hàng đêm, hàng ngày mà có các thời khóa, thầy hồi hướng công đức cho ông. Ông giảm được cái chút nào hay chút gì? Chút đó. À, nói vậy thôi chứ mình biết là thay đổi nó ít lắm. Mình tu trọc đầu đấy mình còn thay đổi chưa bao nhiêu đây. Huống gì mà làm cái phái quy y đóng dấu cái cặp cái rồi mà thay đổi. Nếu vậy là mấy ông thầy làm bùa giỏi lắm rồi. Quý vị nghe kịp không? À, quy y là mình phải nương Phật Pháp Tăng để thay gì? Thay đổi. Nương Phật là bậc thầy có thể chỉ gì? Chỉ đường. Nương Phật là người cha có thể ôm mình được. Cho nên khi mình tán thán Phật có hai cái nè. Thiên nhân chi đạo gì? Đạo sư là cha, tức là đứng về mặt trí gì? Trí tuệ. Tứ sanh chi tự phụ, tức là đứng về mặt gì? Từ bi. Phụ tức là người gì? Người cha, cha hiền. Khi tán thán hai cái này quý vị phải nhớ, đó là nương bậc trí tuệ và từ gì? Từ bi vô lượng. Thiên nhân chi đạo sư tức là thầy của trời gì? Người thầy trời người, đây là nói về phương diện trí, trí tuệ, chỉ đường cho mình đi. Còn là tứ sanh chi tự phụ tức là cha lành chung bốn gì? Bốn loài, đây là nói về phương diện là tử, bi, hỷ và gì? Xả, cũng như là cái mà ta đang nói đó là chịu gì? Chịu đựng được những cái chuyện trời ơi đất hỡi của chúng sanh. À, chịu đựng được. Mà quý vị biết Phật đi với nhân gian là gần nửa thế gì? Thế kỷ sau khi Ngài thành đạo, Phật đi trong cõi đời gần 50 năm. Đi trong cõi nhân gian. Và Ngài cũng chịu đủ món của chúng sanh nó quăng ra cho Ngài. Đệ tử tức là nội bộ, là nổi bật nhất là ông Đề Bà Đạt gì? Đạt Đa. Rồi ngoại đạo thì có hai vụ án lớn, đó là Chiên Già và Tôn Đà Lị. Chiên Già thì độn gì? Độn bụng vô mà Phật đang ngồi nói vậy đó, vô chỉ gì đây? Chỉ mặt đó. Ha, chỉ mặt đổ thừa cái vụ này là của ông nè. À, đổ thừa vụ này không? Tôi may mắn chưa có bị vụ án đó, cho nên tôi vẫn... Tôi may mắn chưa dự án đó. Mà kỳ trước có câu chuyện mà nó nhận cái đứa con bé con nuôi mà nói giấc mơ bị chết rồi, mà mẹ nó sợ quá rồi sợ gửi nó, nhưng mà bà mẹ nó không chết cho nên mình không dính vụ án đó nữa, hay không? Dạ. À, cũng công khai với đại chúng luôn để cho đại chúng sau này lỡ có chuyện gì qua binh em chúng thôi. Rồi cái vụ đó ông có nói kỳ đó, dạ không có nói, chúng thôi bắt đi thử ADN mệt em ạ.
Quý vị biết là trong nội bộ thì cũng có lúc các thầy cãi nhau, mà Phật nói rồi cái ông không nghe. À, đặc biệt chỗ này quý vị, chỗ này là quý vị thấy là đúng là cha lành chung bốn gì, bốn loại. Đặc biệt là nói không nghe là không phải là Phật đuổi nghe, mà Phật tự đuổi mình. Phật ôm bình bát Phật gì, Phật đi vô rừng tu thôi, chứ Phật nói tụi bay không nghe lời tao đi, biến không có. Không có, Phật không đuổi ai, Phật tự ôm bình bát rồi đi an cư một mình. Vì nhớ nè, à đó là cái năm khoảng năm thứ 9 sau khi Phật thành đạo, là chúng tỳ kheo an cư rồi. Đơn giản, chuyện đầu tiên đơn giản thôi, tức là xài cái thao, cái bồn nước mà ông này xài xong mà không gì, không đổ để côn trùng rồi cái gì, con gì mà con mũi đó, lăng quăng đồ nó sanh ra. Rồi hai người theo quy định trong sinh hoạt của chúng thì xài xong là phải gì, úp lại đổ đi để lăng quăng rồi nó khỏi sanh con này con kia khỏi sanh. Ông kia thì sơ ý không nói thôi, vậy mà hai ông cãi nhau, lúc đầu thì chỉ hai ông, rồi sau đó là đệ tử hai ông chia ra hai gì, hai phe, rồi giáo đoàn chia. Phật nói ba lần, tới lần cuối quý vị nghe nè: Thế Tôn, việc này là việc của chúng con, xin Thế Tôn hãy gì an hưởng trong niềm tịnh lạc của mình đây, tụi con đã lớn rồi, việc này để tụi con tự giải quyết. Cái này dịch ra tiếng Campuchia bảo rằng là ông đừng có xía vô tụi tôi, chuyện tụi tôi. Tôi lớn rồi, để tụi tôi tự giải gì? Để quyết. À, kinh điển viết vậy chứ mình dịch ra cái tiếng mà thông thường là vậy đó. Ông đừng xía vô chuyện của tụi gì? Tụi tôi. À, rồi. Im lặng về, lấy y xếp, ôm bình bát. Đi. Chịu đựng đó. Ngài phải chịu gì? Chịu đựng. Bây giờ nó đang mê mờ, nó đang nổi sân với nhau, không thể gì, không thể nói được. Rồi cỡ khoảng một năm rưỡi sau mấy ông mới kéo tới Phật xin sám gì, sám hối. Nghe nè, một năm rưỡi quý vị, nhiều không? Lửa cháy lâu không? Lâu không quý vị? Lâu à. Phòng cháy chữa cháy của thành phố chạy tới không kịp, nước sông hết, chữa không nổi. Vậy thì trong nội bộ là đó, rồi ngoại gì, ngoại đạo. Cho nên trong pháp cú đó, Ngài có bảo rằng là ta như voi giữa trận tiền, hứng muôn ngàn tên gì, tên đạn. Ta như voi giữa trận tiền, hứng muôn ngàn tên gì, tên đạn. Đó, thầy của trời người, đạo sư của trời người, cha lành chung bốn loài, nhưng mà Ngài cũng phải gánh chịu với chúng gì, chúng sanh, phải gánh chịu. Rồi nội bộ cũng có chuyện, đi hành đạo cũng có gì, có chuyện, đâu có yên quý vị. Mà tôi hay nói là mấy mươi năm ta đi trên cuộc đời này, không bao giờ nó cho mình đi qua mà không đóng BOT đâu. Thỉnh thoảng bạn phải đóng BOT trên đoạn đường mình đi gì? Đi qua, đoạn đời mình đi qua, những nhịp cầu của số phận, bạn phải chấp nhận đóng BOT. Mất cái gì đó, tổn thương điều gì đó, hư hại điều gì đó, bị ai chửi vô mặt điều gì đó, mất mát điều gì đó, phá sản điều đó, vỡ một cái niềm tin hoặc một loại quan hệ tình cảm nào đó, có thể là chồng, vợ, con cái, bạn bè. Và xin báo trước để quý vị đừng có bất ngờ là ngay trong đạo bạn đây, coi chừng cũng vỡ niềm tin với nhau mà gì, mà chết. Và vì sao? Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng gì riêng. À, và mình phải đủ trí tuệ để lý giải điều đó, đủ lòng từ bi để yêu thương và chia sẻ, và đủ sức chịu gì, chịu đựng, để chịu đựng. Thì cái yếu tố thứ hai thầy mong rằng là cái yếu tố này nó quan trọng lắm. Và ai có nhiều gia tài
về từ bi hy xả, ai có nhiều gia tài về sức nhẫn chịu thì đời sống của người này đi qua cuộc đời mấy mươi năm cũng đóng BOT, nhưng mà xe bon bon trên đường quê ta vẫn gì, vẫn chạy một cách nhẹ nhàng. Còn không thôi là mình lê lết cái kiếp người của mình mấy chục năm trời đó, rất nặng nề. Mà hồi nãy thầy nói đó, quý vị nào nếu cần thiết thì mình đi ngược lại quy trình chút, tức là mình tu xả rồi mới tới gì, hỷ, rồi tới từ gì, từ bi xả trước. Bây giờ nó cái nhân vật này nó tào lao quá đi, mà nếu mà mình bỏ vô trong người của mình toàn là những hình ảnh xấu, những cái chuyện xấu không, thì mình không thể nào hoan hỷ được với người đó được. Mình lôi ra mình gì, bỏ bớt ra đi. Thầy hỏi quý vị nè, khi tay mình mà dơ thì mình sao, có khuynh hướng sao? Đi rửa tay. Nghe nè, áo quần dơ thì đi gì, đi giặt. Thân thể dơ thì sao, tắm. Miệng dơ thì sao, súc miệng. Mặt dơ thì sao, đầu dơ thì sao, rồi cạo hả? Ai cạo dơ tay thầy coi, thầy chúc mừng liền. Dám cạo không, chút nữa thầy cạo liền cho. Rồi đi về nhà là đưa cái lưng vô. Quý vị muốn cạo thầy chỉ cho nè, làm từ từ. Mới đầu hớt tóc gì, ngắn lại chút, rồi đẩy nhẹ chút, rồi từ từ. Chứ làm cái bất ngờ nó đụng cục điện nó chết, sốc chịu không gì, không nổi, nghe không? Mới đầu dài, bắt đầu ngắn lần, rồi ngắn nữa, phủi luôn. Thế nè, giống như tu vậy đó. Vậy thì để mà được cho nó ngắn như vậy đó, cũng phải có một quá trình quý vị. Chứ làm cái ào cái về con chó nhà mình nó nhận không ra mình á. Nó sủa, báo, báo. Bà nào vậy ta, báo, bà nào vậy? Tìm nó ra, sủa. Vậy thì nếu có phát nguyện điều đó, gieo cái duyên hôm nay quý vị tu Bát Quan Trai, tức là tập sống một ngày hưởng cái hạnh phúc giống như quý vị, quý thầy, gieo cái duyên xuất gia, duyên hưởng được cái hạnh phúc, cái đời sống của người xuất gì, xuất gia, của người mà ta cắt hết mấy cái ràng gì, ràng buộc những sợi dây trời ơi đất hỡi đó. Ví dụ như hôm nay ai ngồi đây mà còn để cái điện thoại mà nó reo, nó kêu bà nội ơi, bà ngoại ơi, hoặc là má ơi, em ơi đó ha, hoặc anh ơi rồi đó, thì mình biết rằng là sợi dây chưa gì, chưa cắt. Nghe lời em, cúp nguồn đi. À đó, có người lôi ra cúp rồi đó, có người lôi ra cúp rồi đó. Cúp đi, ta tạm thời coi như mình chết một ngày. Mà cũng tới một ngày đâu, hình như chiều là rã đám rồi. Đúng không? Chiều tối là rã gì? Rã đám, coi như chết 12 tiếng đồng hồ. Tập chết. Nghe? Và bảo đảm quý vị chết 12 tiếng đồng hồ, trái đất vẫn hòa bình và chúng sanh vẫn an gì? An lạc. Không phải không có cái mặt mình mà cuộc sống này nó ngưng hết, xe không chạy được đâu, xe vẫn gì? Vẫn chạy, cây xăng người ta vẫn đổ, và ra đường vẫn nườm nượp mưa rơi, xe chạy qua chạy gì, chạy lại, những vòng xoay cuộc đời cứ gì, cứ xoay, nhưng mà xoay. Cho nên tập chết cũng là một cách gì, cách tu quý vị, tập chết cũng là một cách tu, tức là ta tạm thời cắt hết những sợi dây, cháu nội, cháu gì, cháu ngoại, con trai, con gái, con dâu, con rể, người bạn đời mà mình đã hứa hẹn cùng nhau đi trọn gì? À, trọn đời, trọn kiếp. Ai hôm nay mà chia tay sớm rồi đó, hoặc là ổng về bên kia thế giới, bả về bên kia thế giới đó, tức là mình tiễn vong rồi đó ha. Tiễn vong rồi đó, thì mình được tự do khoảng 50 phần gì? Phần trăm. Quý vị nghe phải không? Còn nếu ai mà không nặng nề với cháu nội, cháu ngoại đó, thì tự do khoảng được 70 phần gì? Phần trăm. Thầy nói đây nè, quý vị nhớ nè, nghe nè, cái này ai mà có điều kiện đó thì nên thực hiện, là cuộc sống mình nó ít bị phải chịu đựng lắm. Ở gần nhưng đừng ở chung.
đối với con cái, nội ngoại, ở gần nhưng đừng ở gì? Ở chung. Quý vị nghe kịp không? Ở gần thôi. Ví dụ như đi xe khoảng 5 phút, 3 phút hoặc là đi bộ khoảng 15, 20 phút vậy đó, đại khái vậy. Đừng ở chung nếu có điều kiện. Ở chung là một là mình dễ bị oxy miễn phí. Nghe nè. Hai là ngân hàng không có ký biên nhận. Tức là mình xuất ra rồi mình lấy lại không vậy? Không được. Nghe. Ba là khi nó gây nhau, nó nặng nhẹ với nhau, thằng này con này cũng chịu. Nghe nè. Chịu đựng. Và bốn là những cục nợ đó nó quăng gì? Nó quăng những cái sản phẩm của nó cho mình. Trong khi đó mình đã nuôi nó rồi, bây giờ mình nuôi thêm cái sản phẩm của gì? Của nó nữa. Nghe nè. Nặng đầu lắm. Cho nên nhớ nè, nếu có điều kiện, em nói nếu có điều kiện nghe, chứ còn không phải là ai cũng có phước để mà vặn cuộc đời của mình theo ý mình được đâu. Nếu có điều kiện, và ai chưa thực hiện thì nên thực gì? Thực hiện. Và ai mà lỡ mà dính vô vụ án đó rồi thôi, nhẫn chịu thôi. Nghe. Hồi hướng công đức thôi. Còn ai có điều kiện thì thầy chỉ. Một trong những cách để những năm tháng cuối đời mình nhẹ nhàng, ít phiền não, cắt bớt những sợi gì? Sợi dây đó. Thì một trong những cái phương tiện để quý vị dễ cắt đó là ở gần nhưng đừng ở gì? Ở chung. Nhà tao, tao đóng cửa, tao khóa. Tụi bay muốn vô phải bấm gì? Bấm chuông. Bà mày không cho đối đứa nào vô được. Nghe không? Hôm nay bà mày đi chùa Bửu Quang tu không cần báo cáo với ai. Nghe không? Không cần phải xin ai. Và cũng không cần xè bàn tay mà đêm ngón tay. Đếm hoài. Ngày mai là chủ nhật rồi. Chờ tới khóa tu rồi. Đếm bấm hoài mà thấy nó không có linh. Cái này nó không linh. Niệm chú nó không linh nữa. Hiểu không? Cho nên đang là nhà của mình thì đừng bao giờ bán nhà của mình để đi ở chung với gì? Với chúng nó. Mình đang là người có chủ quyền thì mình phải giữ độc lập, tự do, hạnh gì? Hạnh phúc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Việt Nam. Độc lập thì ta có tự gì? Tự do. Tự do là ta có hạnh gì? Hạnh phúc là. Mà ai mà lỡ dại rồi thì thôi, nhẫn chịu thôi. Hồi hướng công gì? Công đức. Hồi hướng công đức. À, thì thầy nói là quý vị, cái yếu tố thứ hai là tuy mình thiết lập một cái nhà cố gắng là nhà như gì? Như Lai. Tức là mình cố gắng sống được theo cái đạo lý, cái chất liệu xây dựng cuộc sống đó là từ, bi, hỷ và gì? Dạ rồi. Nhưng mà muốn duy trì được bốn chữ này một cách ngon lành, quý vị phải có sức chịu gì? Chịu đựng. Tại vì bảo rằng là cùng cha cùng mẹ sanh ra, nhiều khi mình còn không giống nhau được, còn không có thể nào mà đòi hỏi như ý nhau được. Ngay cả anh em chị em sanh gì? Sanh đôi. Huống chia đây là ba cha bảy gì? Bảy mẹ, bốn phương tám hướng, và chúng sanh mỗi người mỗi gia tài nghiệp khác khác nhau. À, mỗi người mỗi gia tài nghiệp khác nhau. Chính vì vậy mà tôi hay hát cái câu mà em đi bằng nhịp điệu 1, 2, 3, 4, 5. Tôi đi bằng nhịp điệu 6, 7, 8, 9, 10. Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu không giống nhau. Ta đi bằng nhịp điệu sao khác người. Rõ ràng là ta không giống nhau được đâu. Cho nên ta phải chịu gì đây? Chịu đựng sự khác gì đây? Khác nhau. Và chấp nhận sự khác gì? Khác biệt.
chấp nhận sự khác biệt. Và ai bắt đầu biết nhìn ra điều này rồi thì những nhịp bước ta đi trên cuộc đời không chướng ngại nhau. Trên cuộc đời này không hại nhau là đã khó, nhưng mà không vướng nhau còn khó hơn. Bạn cũng đi trên cuộc đời, tôi cũng đi trên cuộc đời, bạn cũng đi trên cuộc đường, con đường tôi cũng đi con đường. Nhiều khi tôi bảo tôi muốn vượt qua bạn lắm, nhưng mà vì cái đèn xanh đèn đỏ đó, bạn như vậy, bạn đậu ngay đó thì bạn vướng gì? Vướng tôi. Mà tôi đâu cố ý đâu, tại vì cũng người ta cho đậu ngay đó thì mình chỉ đậu ngay đó. Nhưng mà tôi muốn vượt mà vượt không gì? Không được. Cô này cô không muốn hại tôi, nhưng mà vì cuộc đời nó như vậy, con đường như vậy, đèn xanh đèn đỏ như này, cho nên cô phải, tôi phải vướng cô đó không đi qua được. Trong khi đó tôi bóp kèn tin, cô nói, ông đuôi hả? Nghe không? Không hại nhau là đã khó, nhưng không vướng nhau là khó gì? Khó hơn. Nghe ra đây. Vô đây. Vô đây rồi. Nếu mình không hại nhau thì chuyện này đã khó rồi. Nhưng mà người này không vướng người kia là rất gì? Rất khó. Ngay cả đi lên lầu chẳng hạn. Cái người mà lớn tuổi thì người ta đi hơi chán nản chút, hơi tậm chậm chút. Giờ mình còn khỏe, mình đi mà mình phải chờ gì? Chờ cho bả đi xong rồi mình mới lên được. Không lẽ mình xô bả để mình chạy, mình lên? Không được. Cho nên không hại nhau là đã khó, nhưng mà không vướng nhau là khó gì? Khó hơn. Làm sao trên đời sống mấy chục năm mà không gây vướng nhau được? Thế nào cũng gì? Cũng có vướng chuyện này kia. Hai chị em, mặc dù không đứa nào hại nhau cả, không có đứa nào có ý hại nhau cả, nhưng cái con này, cái phước nó lớn, nó làm ăn ngon lành, nhà cửa sinh sang, chồng con đàng hoàng, về thăm quê. Nó đi chiếc xe du lịch 4 chỗ, trả chồng vợ con cái đi ngon quá, mình thui thủi mình về. Nó thôi bữa nay tụi nó về, mình về thích tuổi quá, để tránh đi ngày gì? Ngày khác. Cái đó gọi là tuy không có ý hại nhau nhưng mà vướng gì? Vướng nhau. Bây giờ nó đề huề như vậy, nó về còn mình đây thôi chồng rồi, dắt hai đứa con lôi thôi lết gì? Lết hết. Mà về cái túi nó gì đây? Nó xẹp lép à. Nghe không? Vậy thì tủi thân, ngại, thôi tránh qua ngày gì? Ngày khác. Mùng 1 chị ba chị về thì thôi để mùng 3 mình gì? Mình hãy về. Tránh đi. Tức là cũng vướng gì đây? Vướng nhau đấy. Quý vị nghe game không? Không có ý hại nhau, nhưng mà không vướng nhau là rất gì? Rất khó. Tại vì tôi không cố ý, nhưng mà rồi cuộc đời nó vẫn chảy như thế. Nó vẫn ra gặp những chuyện vậy. Cho nên khi nói về cái mà thầy gọi là chấp nhận sự khác gì? Khác biệt. Và sự khác biệt này có thể là xấu, mà cũng có thể là gì? Là tốt. Rất là khó. Cho nên bảo rằng là gần gũi trăm nghìn muôn ức vô số các đức gì? Đức Phật. Gần gũi trăm nghìn vô số các đức Phật. Nếu quý vị mà biết tu tập thì ai cũng mình coi là những người thầy của mình, những người giúp cho mình, ngay cả những người phá mình và hại gì? Hại mình. Mà mình chịu đựng được, mình thương được, mình yêu được, mình hỷ xả được, thì cái đó, đó là vị gì? Vị Phật của mình, là người thầy của mình. Đó như Phật coi Đề Bà Đạt La là gì? Là người thầy, nâng đỡ ngài lên cái bậc thang cao nhất của nhân cách và trí tuệ. Đó là đạt tới thành tựu lục độ ba la là mật, đạt được vị trí vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Thì cái hành giả Pháp Hoa ở cái mức thứ hai, tức là ta phải đủ sức để chấp nhận sự khác biệt giữa những người ở trong một gia đình, trong một đạo gì? Đạo tràng. Thầy hỏi quý vị nè, bao nhiêu con người đây sự khác biệt nó nhiều không quý vị? Nhiều không? Nhiều lắm, rất là nhiều. À, trong một gia đình anh em cùng sanh một cha một mẹ cũng đã gì? Đã khác nhiều lắm. Và trong nhà Phật ta có hai từ để ta hiểu được điều này, đó là cộng nghiệp và biệt gì? Biệt nghiệp. Đây nè, tôi giảng đây vậy đó.
Nhưng mà không phải là ai cũng nghe được đâu. Có người nghe được mà có người nghe không gì? Không được. Có người hiểu 10 mà có người hiểu 7, có người hiểu 3, có người hiểu 1 và có người hiểu theo kiểu như nào. Hiểu à? Hiểu à? Hiểu à? Hiểu tôi pháp qua diệu pháp à, diệu pháp à. Diệu pháp. À. Em nói mà không trúng chết liền. Có người vì một lý do nào đó, ngủ nó cũng nhiều chuyện lắm quý vị. Ngủ gục nó cũng nhiều chuyện lắm. Thứ nhất là gì? Cơ thể. Cơ thể đang bị gì? À, bị suy nhược. Nó cũng đòi gì? Đòi ngủ. Thức khuya quá cũng đòi gì? Thiếu ngủ. Thứ hai là làm việc lao nhọc quá, nó cũng cần gì? Cần ngủ. Rồi, cái gì nữa? Tuổi lớn này nè, nhiều khi rột rẹt chút xíu ngủ được, bây giờ mát mát vậy, ngủ. À, rồi, ngủ. Tiếp theo là mình mà chuẩn bị bệnh đó, chuẩn bị cảm vô này kia kia nọ, là con người nói gì? Nó rã ra. À, nó mệt mỏi, nó cũng đòi gì? Đòi ngủ. Và cuối cùng, nghiệp. À, nghiệp là sao? Ai để ý cái chỗ ngủ của mình là coi có biết nghiệp không nè. À, ra ngồi mà nói chuyện tào lao, nói chuyện bà ba, bà bảy, bà tám, mà con heo đẻ mấy con, này con chó này kia kia nọ, thì mắt sáng gì đó. Sáng dở vậy đó. Mà vô mà tụng kinh, hoặc ngồi thiền, hoặc nghe giảng mà hiểu rồi ông nội, hiểu rồi. Mà mới vô cầm cái bổn kinh ra tụng, hoặc là mới ngồi thiền chút xíu, hoặc mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm Nam Mô. À, thì lúc ngoài mà nói chuyện thì mắt sáng giới, mà nói hăng say lắm đó, mà vô mới lật kinh ra một trang tới trang thứ hai là kinh thấy mình chứ mình không thấy kinh nữa. Thì lúc đó là biết là rồi đó, nghiệp. Nghe nè, bên ngoài ngon lành vậy đó, khí thế vậy đó, nhưng mà vô mà gặp ngồi thiền niệm Phật tụng kinh mà bắt đầu vô cái là mình cũng vô chương trình ngủ liền đó, là nhà Phật gọi là hôn trầm, thùy miên hôn trầm, tức là nghiệp. Cái này quý vị chỉ có cố gắng sám hối thôi, với ăn uống tránh ba cái thứ đồ độc đồ dữ đó chút. Một là sám gì? Sám hối. Hai là ăn uống. Ba là ăn nói. Nghe đâu? Sám hối là một, ăn uống là hai, ăn nói là gì? Là ba. À, thì từ 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 cái nghiệp mình nó bớt. Quý vị nào để ý nè, khi mà cái nghiệp hôn trầm mình nó nhiều đó, thầy nói quý vị đừng có buồn. Cơ thể của mình đó, nó cũng nặng mùi dữ lắm. Và cái miệng của mình á, nói ra nó cũng thương nhớ ngàn gì? Ngàn năm. À, thương nhớ ngàn năm. Hương thơm để lại thương nhớ cả ngàn gì? Ngàn năm. Mà quý vị nào mà để ý cái nghiệp của nó nặng, tự nhiên là cái mùi cơ thể của mình nó cũng gì? Cũng nặng. Và xin lỗi luôn là phân tro của mình đi ra nó cũng gì? Cũng nặng. À, và bước vô cái phòng ở của mình đó, mình đi mình đóng cửa, nó về mở cửa nó sực ra cái mùi rất là gì? Nặng. Đó là y báo và chánh gì? Chánh báo của mình. Y báo chánh báo của mình. Quý vị nào mà nghe được vậy đó, cố gắng sám gì? Sám hối. Ăn nói cho nó nhẹ nhàng chút. Ăn cũng nên ăn nhẹ nhàng chút. Nói nhẹ nhàng chút. Ăn ở cũng nhẹ nhàng chút. Và sám hối cái nghiệp lần lần nó sẽ. Cho nên bảo rằng là gần gũi vô số các đức Phật, tức là gần gũi các cái con người có nhiều cái yếu tố của trí tuệ, của từ bi hỷ gì? Hỷ xả, của chịu đựng. Mà nhiều mà gần gũi được này rồi thì con người của mình gọi là đạt vô lượng an gì? An lạc. Vô lượng trí gì?
trí tuệ vô lượng hỷ xả. Và quý vị nhớ rằng là ai mà làm hành giả Pháp Hoa thì phải nhớ ba cái chất liệu này. Một là mình nhìn mọi người bằng đôi mắt của người con Phật, có nghĩa là chấp nhận được tất gì? Tất cả. Chấp nhận được tất cả. Nó nãy giờ thầy cũng phải chấp nhận đó. Phải chấp nhận. Và đại chúng cũng phải chấp gì? Chấp nhận. Nhiều khi vậy chứ có cái máy vậy chứ không có biết tắt cái chuông khổ lắm. Đừng có cười. Có chừng quý vị cũng bị đó. Tại vì cỡ lớn tuổi rồi. Không có biết tắt. Chỉ biết hai cái nút xanh với đỏ thôi à. Mấy nè, xanh với đỏ thôi. Chứ còn bây giờ vô chương trình để mà tắt cái chuông không biết chắc cái vô cái chương trình nào. Ở cái chỗ đó. Cho nên rồi ngay cả cái đó quý vị cũng thương. Thương là cái thế hệ của mình đó. Thế hệ của mình đó. Nhiều khi ba cái đồ này là đồ con cháu nó thảy ra là mình xài thôi chứ mình đâu có mua. Đúng không? Không đúng chết liền à. Kết hả? Kết rồi hả? Tôi sẽ hẹn là đạo tràng này mỗi lần tôi tới, tôi sẽ nói về Pháp gì? Pháp Hoa. Quý vị nghe không? Hôm nay giới thiệu quý vị là cái phẩm thứ hai là phẩm phương gì? Phương tiện. Và nói cho quý vị là Kinh Pháp Hoa là vòng tay gì? Tay lớn. Có thể chấp nhận được gì? Được nhau và kết nối được tất cả các căn cơ trình gì? Trình độ. Và ai thường tụng Pháp Hoa, người này tâm nó nhu nhuyến, trí nó gì? Nó sáng và gương mặt lần lần nó giãn nhẹ ra, nó không còn quạo gì vào đeo. Và thầy khuyến khích là thường gần gũi bạn, bạn lành. Nếu mình chưa đủ các cái bản lĩnh để mà giúp người ta, để mà hóa giải cho người ta đó, thì nên gì? Nên tránh xa ra. Thôi mình chịu nọc độc, mình chịu không có nổi. Và cuối lời là thầy giới thiệu chung về hành giả Pháp Hoa có ba cái, đó là nhà như gì? Như Lai. Mình chấp nhận được tất cả. Áo Như Lai là phải nhẫn gì? Nhẫn chịu những chuyện trời ơi đất hỡi của con người. Và cuối cùng là phải đủ cái này, đủ một chút hiểu biết, một chút trí tuệ của người con Phật để lý giải vì sao cuộc đời và con người mình như vậy và họ như vậy. Và bài ca ta vẫn hát là em đi bằng nhịp gì? Nhịp điệu. Để thông gì? Thông cảm. Tại vì tôi bước bằng nhịp điệu 3, 4, 5, nhưng bạn lại bước bằng nhịp điệu 6, 7, 8, 9 gì? 9, 10. Ta đi bằng nhịp điệu. Nhịp điệu không giống gì? Không giống nhau. Nhưng bây giờ tới giờ em cũng phải lo kết thúc ngày vậy.